Vâng, xin chào anh chị. Video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị về cái cách mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái phong cách thiết kế cửa hàng, cái cách mà chúng ta sẽ liên hệ với các đơn vị đối tác để chúng ta có thể tiết kiệm được cái chi phí tối ưu về mặt tiện ích, năng công năng sử dụng cho cái quán cà phê hay là cái quán trà chanh của chúng ta, đúng không? Sau khi mà chúng ta đã có thương hiệu, đã có tên, đã có nhãn hiệu logo, đã có slogan, đã có nhận diện rồi thì chúng ta bắt đầu làm việc với kiến trúc sư. Thậm chí kiến trúc sư người ta cũng có thể thiết kế logo cho chúng ta được. Đấy, chúng ta có thể làm thuê một cái bạn kiến trúc sư hoặc là một cái công ty kiến trúc, người ta thiết kế cho chúng ta một cái cửa hàng mẫu, một cái cửa hàng tiêu chuẩn, theo cái phong cách, theo cái mong muốn, theo cái màu sắc, theo cái tập khách hàng, theo cái định vị thương hiệu của cái thương hiệu mà chúng ta chuẩn bị làm, đúng không? À, ví dụ như là cái kiểu phong cách của cộng nó có gì đấy xưa cũ, hay là kiểu của Highland nó có cái gì đấy hiện đại, hay là kiểu của Starbucks Coffee thì nó có cái gì đấy đúng chất kiểu của người Mỹ, nó rất đơn giản, nó chỉ là gỗ với lại những cái đồ sắt xếp các thứ đó, thì đấy là những cái phong cách thiết kế khác nhau, đúng không? Thì chúng ta tạo ra những cái phong cách có thể đưa và thổi vào đó những cái giá trị riêng, ví dụ như là che nứa, ví dụ như là nơm đó, rơm dạ, hay là yếu tố công nghệ 4.0, tên lửa, hay là có những cái đơn vị người ta làm giống như một cái nhà kho, hay là giống như là một cái xưởng container, hay là đang ngồi trên những cái chiếc xe hơi, vân vân, rất nhiều các ý tưởng tốt, miễn là phù hợp. Và mình tính như này, làm một quán thì nó không sao, nhưng làm nhiều quán ấy là mình phải tính làm sao nó đơn giản, dễ thi công, dễ thiết kế, tiết kiệm chi phí, dễ kiếm, dễ tìm, dễ thay thế nhá. Chứ làm một quán không làm cầu kỳ vào xong đến lúc làm quán thứ hai là ngồi khóc ngất luôn, không tìm nổi. Đấy. Rồi, chúng ta nên sử dụng những cái vật liệu, cái chất liệu là rẻ tiền và chịu mưa chịu nắng tốt nhá, dễ thay thế, dễ tìm kiếm, dễ đóng mới, giá thành thấp, bởi vì trà chanh chúng ta kinh doanh trong một cái thời gian cũng ngắn thôi. Cũng không biết là khi nào, thậm chí là các bạn thấy đấy, ví dụ như món Huế bây giờ nó sập rồi thì đi mua đồ thanh lý của nó cũng rẻ lắm, đúng không? Mình phải tính toán làm sao mà cái chi phí nó hợp lý và kiểm soát chi phí tài chính tốt trong cái phần thi công, thiết kế cái nội thất của chúng ta. Thường thì các bên là nếu như mà chúng ta chỉ thiết kế không ấy, thì người ta sẽ lấy tiền thiết kế theo mét vuông, ví dụ như 200.000, 300.000 một mét vuông nhân với số mét vuông sàn. Ví dụ như bạn có 3 tầng, mỗi một sàn là khoảng độ 60 mét vuông chẳng hạn, nó rơi 180 mét vuông. Nhân với cái mà kiến trúc sư xịn bây giờ người ta đòi khoảng 300 ngàn. Thì chúng ta cũng mất cỡ khoảng hơn 50 triệu tiền thiết kế. Thế nhưng mà chúng ta kết hợp với họ mà thiết kế xong rồi họ thi công, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái tiền đó. Thế còn nếu không mà mình lại có một anh chồng, anh bạn hay là một cái cô bạn mà làm thiết kế thì chúng ta trả cho người ta một cái mức vừa phải. Sau đó thì chúng ta sẽ kiếm đồ về chúng ta đóng, chúng ta làm. Có những người, người ta khéo tay ấy, thì tôi đã đến những cái quán của người ta rồi, tôi biết là người ta đi mua những cái đồ cũ về. Đấy, người ta nhặt những cái này cái kia về, xong người ta bắt đầu người ta từ những cái đấy người ta sáng chế ra. Đấy, ví dụ như là người ta nhặt được một cái bánh xe, thế này người ta chế nó thành một cái bàn. Người ta nhặt được cái máy khâu, người ta chế nó thành cái bàn uống nước. Ví dụ như thế, hay là một cái những cái đồ gì đấy nó cứ nhỏ nhỏ vui vui, nó rất là rẻ. Thế sau đó người ta đóng, người ta sửa chữa thì ưu điểm là rất tiết kiệm, nhưng nhược điểm là nếu mà nhân mô hình lên là sẽ kiếm rất là khó. Đấy, thì chúng ta tính toán nhé, vì chúng ta mà làm chuỗi là chúng ta phải làm đơn giản, dễ thấy dễ lấy là vì vậy, được chưa? Tiếp tục là chúng ta sẽ liên hệ bằng cách là tìm kiếm trên Google cái công ty mà thiết kế về nội thất, hay là công ty kiến trúc chuyên về cà phê, nhà hàng, đồ uống, và đặc biệt là bây giờ là trà chanh, bởi vì mình đang làm trà chanh, đúng không? Rồi, hoặc là chúng ta cũng có thể làm việc với người quen, nhưng mà làm việc với người quen thì cũng cần phải có hợp đồng, có thỏa thuận rõ ràng. Càng trong cái thời kỳ hiện đại thì chúng ta càng xài hợp đồng để cho nó dễ, tránh cái việc là cứ nói mồm với nhau xong rồi quên quên nhớ nhớ, đúng không? Đấy, chúng ta cũng xem xét hợp đồng mặc cả đối với thời gian, chi phí, rồi thì những cái việc yêu cầu về sửa chữa, rồi cái chăm sóc khách hàng, tiến độ thi công.
Đặc biệt là các bạn lưu ý là khi mà thi công một cái quán ấy, nó không sao, nhưng sau này mình thi công nhiều quán ấy, mình sẽ đòi tốc độ nhanh. Tại sao phải tốc độ nhanh? Bởi vì cứ chậm một ngày là mình phải trả tiền nhà một ngày, cứ chậm một ngày là mình không bán hàng được một ngày, đúng không? Mình cảm thấy rất sốt ruột và tiền thì cứ ném ra. Rồi những cái đơn vị họ thi công thiết kế không tốt thì bàn bắt đầu đến thì bẩn thỉu vỡ, rồi thì cong vênh, đèn thì không sáng, điều hòa thì không chạy, ví dụ như thế. Những cái bọn tôi đã làm rồi thì bọn tôi biết. Tôi có một cái chuỗi cửa hàng thời trang, tôi đã biết cái chuyện đó. Thi công rất nhiều lỗi, những cái đơn vị mà họ kiểm soát, giám sát cái thợ nó không tốt là nó rất nhiều lỗi, cong vênh rồi thì thiếu cái này đủ cái kia, rồi in sai, in xấu, in mờ, biển hiệu không đúng thiết kế, rồi gửi file trước file sau tùm lum hết cả nha. Hết sức lưu ý phải ghi rõ trong hợp đồng để tránh cái thiệt hại cho chúng ta. Thì cái phần đấy thì đơn vị thi công họ phải đền cho chúng ta. Đấy. Ngoài ra thì mình cũng có thể là xem thêm những cái gọi là những cái thiết kế mà cho quán trà hay quán cà phê đẹp. Thì ở đây tôi cũng gửi cho các bạn tham khảo thêm ở trên này nhé. Có một số những cái mẫu thiết kế rất là đẹp. Thiết kế càng đẹp thì chúng ta càng tốn tiền thôi, đúng không? Thậm chí là tôi cũng khuyên các bạn nếu mà không cần thiết kế thì cứ nhìn ở trên mạng ấy, xem có những cái bộ nào đẹp để tôi gửi cho các bạn một số bộ. Xong đó thì gọi đơn vị thi công đến bảo đấy anh muốn làm như thế. Xong rồi tính toán, hoặc thậm chí là khéo tay hay làm thì tự đi mua về thì tiết kiệm được khối tiền đấy. Bởi vì là lợi nhuận ròng của một cái công ty thiết kế và nội thất nó có thể lên tới khoảng 30-40% tùy vào năng lực sản xuất và số lượng khách hàng có đông hay không. Thường thì các đơn vị nội thất thì họ sẽ có xưởng xưởng tự đóng, nên là cái chi phí nó cũng sẽ rất là rẻ. Thế nếu mà mình tự làm được thì mình sẽ tiết kiệm được 30 đến 40%, nhưng đổi lại là mình sẽ rất là vất vả và không chuyên nghiệp. Cái gì cũng có ưu và nhược cả thì chúng ta nên chọn. Ok, tóm lại là gì? Trong phần này thì tôi có nói với các anh chị và các bạn về cái thiết kế cho cửa hàng, một cái cửa hàng chuẩn. Thì thứ nhất là mình nên thuê kiến trúc sư người ta thiết kế, thứ hai là mình nên thuê đơn vị thi công nếu mình có tiền, thứ ba là mình phải nói rõ về cái phong cách mình mong muốn, thứ tư là mình phải tính đến cái chiến lược là mình có nhượng quyền hay không. Nếu không nhượng quyền thì mình cũng mở chuỗi của mình 3, 4, 5, 7 cái. Thì mình phải tính đến các yếu tố tiết kiệm chi phí, dễ thấy, dễ lấy, dễ thay thế, dễ đóng mới. Để cho ạ, chi phí tốt. Đấy, các cái nguyên liệu là thân thiện với môi trường, bền bỉ với môi trường. Đó. Và làm sao cơ động nhất, bởi vì trà chanh mà. Bây giờ các bạn thấy đấy, toàn ngồi ghế nhựa hoặc là những cái ghế xếp giống như ngày xưa mà cái ghế hình chữ X ấy, mà tôi thấy mà cái cà phê cộng nó hay ngồi rất là hay, nó rất là tiết kiệm cái diện tích, nhưng mà chúng ta rất là cơ động, đúng không? Ngồi 3, ngồi 4, ngồi 5, ngồi 10 cũng được. Hoặc là những cái bàn gấp cũng rất là tiết kiệm, chi phí đóng gỗ công nghiệp nó không đắt đâu. Ok, cần phải tính toán đến cái chi phí đầu tư cho nó về mặt tài chính và khấu hao. Đấy, và đặc biệt là cái gì làm cũng phải có hợp đồng, xem xét kỹ các hợp đồng trước khi ký nha. Nghiên cứu các cái mẫu ở trên mạng, nghiên cứu các cái hãng nó đang có, hãng Coffee A, Coffee B, Coffee C, rồi hãng T A, T B, T C gì đó. Sau đó chúng ta chọn cho mình một cái phong cách mà nó nổi bật lên, nó có chiều sâu, nó có triết lý, nó có những cái cảm giác mới lạ đối với khách hàng. Đôi khi bây giờ đi uống cà phê hay là đi uống trà, người ta không phải để thưởng thức đồ uống mà để làm việc, để tâm sự, để xả stress, để kết nối. Hãy nhớ điều đấy. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video vàng tiếp theo. Xin cảm ơn.